Tiếp theo là các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 diễn ra trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, đoàn công tác của Công đoàn Kho bạc Nhà nước Trung ương do ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc Chủ tịch Công đoàn Kho bạc Nhà nước Trung ương làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Côn Đảo. Đoàn công tác Công đoàn Kho bạc Nhà nước Trung ương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, mất mát của các gia đình chính sách vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng thời động viên tinh thần và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Dịp này, đoàn đã trao tặng 36 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Côn Đảo, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.